Chào các bạn, hôm nay trong cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một cái miếng trải. Các bạn có thể dùng để lót ly cốc, lót bình hoa, hay chỉ là đơn giản là mình lót dưới những cái đồ trang trí của mình, như là những cái tượng, những cái bức tượng hay tượng pha lê hay gì đó, sẽ rất là xinh và đáng yêu. Sản phẩm này thì mình sử dụng cái sợi là cốt sợi cốt tông Việt Nam. Đây là một cái loại sợi chắc là cũng không còn lạ lẫm gì với tất cả mọi người nữa. Nó khá là phổ biến và giá cả rất là bình dân, phù hợp với nhiều mục đích khác nhau. Ở cái sản phẩm này thì mình sẽ móc từ cái vòng tròn từ bên trong, móc cái vòng tròn từ bên trong này ra ngoài nhá. Nó khá là đơn giản để mà cái lót ly của mình có đường kính là 22 cm. Tuy nhiên ý, thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi được cái kích thước này một cách dễ dàng. Cách dễ dàng nhất là các bạn hãy thay đổi cái chiều rộng của cái vùng xung quanh này, cái vùng hoa văn kín ở bên phía bên trong này, to hơn hoặc nhỏ hơn. Nhỏ đi thì các bạn làm lót ly, lót cốc các bạn, còn to thì các bạn có thể làm để lót cái bình hoa lớn, hay là thậm chí là mình sử dụng một số sợi to mình làm thảm. Đó là sức sáng tạo của mỗi người. Và màu sắc, là màu sắc các bạn có thể lựa chọn làm sao mà phù hợp với gu của mình. Nói chung là handmade là không có giới hạn. Thì chính vì vậy mà các bạn hãy cứ thỏa sức bơi trong cái sự sáng tạo của bản thân. Còn mình chỉ đóng vai trò là một người hỗ trợ cho các bạn trên cái con đường đó thôi. Bây giờ mình sẽ vào cái phần hướng dẫn sản phẩm nhé. Để bắt đầu ấy, thì mình sẽ bắt đầu bằng vòng tròn ma thuật. Cách lấy vòng tròn ma thuật thì chắc các bạn đều biết rồi đúng không? Mình sẽ quấn một vòng quanh ngón tay thôi. Quấn vòng quanh ngón tay này. Các bạn lấy cái mũi lên. Sau đó thì bắt cái chốt vào một mũi bính. Hai mũi bính. Các bạn bỏ tay ra được. Cái sản phẩm này thì vẫn là sợi cốt tông Việt Nam, nhưng mà mình sẽ sử dụng kim móc là 1.5 mm. Và móc rất chặt tay. Mình móc chặt tay thì cái sản phẩm của mình lên sẽ rất là mịn, rất là đều và rất là cứng. Nó không phải là quá cứng đâu, nhưng mà nó sẽ cứng hơn, nó sẽ chặt và sẽ cứng hơn nhiều so với việc là bạn dùng kim to và bạn móc, nó sẽ rất là ẻo. Còn cái này thì nó cũng khá là mềm thôi, nhưng mà so với cái áo thì nó vẫn hơn ấy. Mình bắt đầu vòng tròn ma thuật này. Các bạn lấy 2 mũi bính rồi đúng không? Các bạn lấy tiếp cho mình thêm 2 mũi nữa là 4 mũi bính. 4 mũi bính, sau đó thì mình lại móc thêm một mũi kép. Một mũi kép, một mũi bính. Một mũi kép, một mũi bính. Các bạn cứ như vậy đến khi chúng ta được 11. Được 11 mũi kép. Ở cái hàng này ấy, thì cái 3 cái mũi bính đầu tiên mình sẽ coi nó như là một mũi kép. Nếu mà coi như vậy thì tức là cái hàng này mình sẽ lấy 12 mũi kép và 12 mũi bính so le nhau. 12 mũi. Cái 12 mũi, sau đó đến một mũi bính. Và mình sẽ nối với lại cái mũi. Mình sẽ kéo cái dây này cho dễ hơn nhé. Kéo khít cái dây này lại. Và nối với lại cái mũi bính thứ 3 nhé. Để cái khoảng cách giữa hai mũi cũng là một bính. Mình không hiểu sao mà nó cứ hay bị lấy lét cái miếng lót ly ở bên dưới á. Chắc là tại cái lót ly nó đẹp hơn tay mình nên là camera nó cứ lấy lét cái phần dưới mà nó không lấy lét cái phần tay mình và cái phần móc này cho nó dễ. Không biết các bạn có dễ quan sát không ạ? Đến cái hàng này thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ móc là hai mũi bính nhá. Hai mũi bính này được coi như là một mũi kép. Hai mũi bính này sẽ được coi như là mũi kép. Sau đó thì mình sẽ lấy một mũi kép nữa vào đúng cái chân đó. Đúng cái chân mũi bính đó. Đây là hai mũi kép. Mình nghĩ là mình sẽ phải bỏ cái này dưới này ra thôi. Định để cho các bạn vừa xem vừa làm cho dễ hình dung mà. Các bạn sẽ lấy hai mũi kép như thế này. Đó là 3 mũi. Ở cái hàng này thì mình sẽ lấy hai mũi bính và coi như là một mũi kép thôi. Bởi vì những cái hàng dưới này, những khi cái đoạn đầu này vào thì các bạn lên coi là 3. Nhưng mà khi mình móc liền với một mũi kép như thế này thì theo kinh nghiệm của mình là mình sẽ lấy hai mũi thì nó sẽ không bị lộ cái đường này hơn.
Khi nào mà các bạn móc với những cái mũi bính nữa thì các bạn hãy lấy hãng coi là 3 mũi nhé. Còn móc liền tù tì với mũi kép này thì mình nên lấy 2 thôi. Hoặc là trừ khi mũi kép của bạn móc quá dài. Sau đó thì mình lại lấy cũng chỉ lấy một mũi bính. Và tại cái vị trí mũi kép này ấy, mình sẽ lấy 2 mũi kép. Hai mũi kép này. Xong lại đến một mũi bính. Vị trí tiếp theo cũng là 2 mũi kép. Các bạn cứ như vậy đến khi hết hàng, cứ cái vị trí của mũi kép ấy thì mình sẽ móc là 2 mũi. Như vậy là tổng số ở cái hàng này ấy, coi 2 mũi bính đầu là 1 mũi kép ấy, thì mình sẽ có tất cả là 24 mũi kép và 12 mũi bính. Cái 12 mũi bính đấy mình sẽ duy trì. Mình cứ duy trì tiếp tục cho đến tất cả các hàng sau. Các bạn cứ lặp lại như vậy và chúng ta sẽ tiếp tục cái hàng thứ ba ấy, thì mình sẽ móc vào cái vị trí này. Ở đây mình sẽ móc nốt cái hàng này rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm nhé. Nó sẽ đẹp hơn nhé. Nên các bạn lại kết thúc hàng bằng một mũi bính và nối với lại cái vị trí này. Nối ở vị trí này. Mình sẽ không bị lộ cái đường này nữa, cái đường này. Không bị lộ rõ. Ở cái hàng này thì mình sẽ lên 3. Hàng thứ 3 thì tại cái vị trí này sẽ là 3 mũi kép, hàng thứ 4 sẽ là 4 mũi kép, hàng thứ 5 là 5 mũi kép, hàng thứ 6 là 6 mũi kép. Các bạn cứ thêm tiếp tục như vậy cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy cái độ rộng của cái miếng lót này nó vừa đủ. Với các bạn, với mục đích của các bạn ấy thì các bạn sẽ dừng lại và chuyển sang cái hoa văn ở bên rìa nhá. Bên rìa. Các bạn có thể là 5 hàng, các bạn có thể là 9 hàng như cái mảnh loang vừa nãy, cái mảnh loang vừa nãy mình móc bên trong này là 9 hàng và cái đường kính của nó là 22 cm thì các bạn hãy điều chỉnh nhá, tùy theo cái sở thích của mình thôi. Mình có thể đo, mình có thể dùng thước đo xem là một hàng của mình dài bao nhiêu thì nếu mà mình thêm thì sẽ thêm được bao nhiêu. Thêm mũi, cách thêm mũi thì là các bạn sẽ thêm ở vị trí này. Các bạn sẽ thêm ở cuối. Thêm ở cuối của cái mũi kép. Mũi kép cuối trong mũi cái hoa văn ấy. Đây là một bính này. Xong đến hoa văn tiếp theo nhá. Các bạn móc một kép ở đây. Và mình sẽ thêm ở cái vị trí sau. Là đây. Một bính và hàng hoa văn tiếp. Ở hàng thứ tư thì mình cũng sẽ thêm ở vị trí cuối này. Hàng thứ tư mình thêm ở vị trí cuối nhé, hàng thứ năm cũng cuối, hàng thứ sáu cũng cuối, mình cứ tiếp tục thêm cuối như vậy thì cái độ xòe ra nó sẽ xòe đều ra như thế này. Đây mình sẽ cứ thêm ở cái vị trí này thôi, mình cứ thêm ở vị trí này. Đây hàng này là mình có 9 mũi, phần này mình có 9 mũi, mình móc 9 mũi và mình sẽ chuyển sang cái hoa văn ở phía sau. Cái mũi dẫn này của mình thì mình sẽ chỉ móc đến 7 hàng thôi, nó sẽ bé hơn so với lại cái lót màu loang tím này nhá. Thì như các bạn có thể thấy là cái vị trí nối ấy, thì như mình có hướng dẫn các bạn là các bạn chỉ lấy 2 mũi thôi, lấy 2 mũi bính thôi và móc sát vào nhau như thế này thì nó sẽ không bị lộ cái vị trí nối hàng cuối mỗi hàng ấy, thì cái sản phẩm của mình lên trông nó sẽ mượt hơn. Như là nhìn, nếu mà nhìn soi kỹ, chắc chắn là soi kỹ các bạn sẽ nhìn thấy cái đường này là cái đường nối, nhưng mà nếu mà nhìn vào cái tổng thể thì các bạn sẽ không nhìn rõ nữa. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái hàng bên ngoài này nhá. Chuyển hoa văn ngoài. Cái này thì cũng hết sức là đơn giản thôi. Cái hàng này mình chỉ là một mũi kép, hai mũi bính, một mũi kép, hai mũi bính. Cách ở bên dưới này là một chân thôi. Nhưng mà ở với cái hàng này thì mình sẽ coi cái mũi đầu tiên ấy, mình sẽ coi 3 mũi bính. 3 mũi bính là một mũi kép nhá mọi người nhá. Đến cái hàng này ấy, mình sẽ móc nối mũi bính lên, mình lấy 3 mũi thì mũi trông nó sẽ cân hơn, nó sẽ không bị co lại cái đầu này.
các bạn lấy 3 mũi bính này, 3 mũi bính này được coi như là một mũi kép này, sau đó đến 2 mũi bính tiếp là theo hoa văn nhá. Các bạn cách một chân, cách cái chân này, chuyển sang chân này, một mũi kép ạ. Sau đó đi 2 bính, một kép, 2 bính, một kép, 2 bính, một kép. Các bạn cứ như vậy lặp lại cho đến khi hết hàng thì mình cũng sẽ ở vị trí này và mình nối sang với hai kép, mình sẽ nối ở vị trí cái mũi bính thứ ba. Mũi bính thứ ba là chỗ này. Nó sẽ không bị căng nhé. Sang hàng hoa văn tiếp theo mình sẽ có 2 4 5 này. Sau cái hàng này thì mình sẽ có 5 cái hoa văn này. 5 hàng hoa văn xòe ra. Thì để sang cái hàng bắt đầu sang hàng tiếp theo nhé, hàng mình gọi là tất cả là 6 đi, mình gọi tất cả là 6 hàng hoa văn. Và bây giờ mình sẽ sang cái hàng hoa văn thứ hai. Khi sau khi các bạn nối xong như này đúng không ạ? Thì mình sẽ móc một mũi trượt. Các bạn qua vòng qua đây thôi. Móc một mũi trượt sang như này. Các bạn lại móc cho mình 2 mũi bính. 2 mũi bính này lại được coi như là một mũi kép á. Sau đó các bạn lấy cho mình một mũi bính nữa, à một mũi kép nữa. 2 mũi bính, 2 mũi kép và một chân như này và một ô. Và một ô như này. Các bạn cách một ô, cách ô này, chuyển sang ô này. Các bạn cứ móc như thế, 2 kép, 2 bính, 2 kép vào cùng một ô. Sau đó lệch bỏ một ô sang ô tiếp theo. 2 kép, 2 bính, 2 kép vào cùng một ô. Kết thúc cái các bạn cứ lặp lại cái hoa văn này như vậy đến hết hàng. Và mình sẽ sang cái hàng hoa văn thứ ba. Hàng hoa văn thứ ba thì nó chỉ khác một chút là các bạn sẽ thêm cho mình một mũi bính ở giữa hai cái xòe này thôi. Còn mình vẫn sẽ móc 2 kép, 2 bính, 2 kép vào cùng một cái ô này. Cùng cái ô này mình sang ô tiếp theo mình vẫn móc nhá. Và cách bằng một mũi bính thì để bắt đầu ấy các bạn cũng sẽ lại dùng một mũi trượt. Các bạn trượt thẳng sang cái lỗ này. Móc 2 mũi bính, 2 mũi bính. Sau đó thì móc một kép này, 2 bính này, 2 kép này, một bính nhá. Các chỗ này nó khác ở chỗ là các bạn sẽ thêm một bính. Các bạn móc vào tiếp vào cái chân tiếp theo, cái lỗ trống tiếp theo, 2 kép, 2 bính, 2 kép, một bính, cách một bính, 2 kép, 2 bính, 2 kép và một ô, cách một bính. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng và mình sẽ nối vào cái vị trí. Mình nối vào cái vị trí này đã kết thúc cái hàng hoa văn thứ ba rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái hàng thứ tư là hàng này. Hàng này các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ cụp xuống này. Thì có nghĩa là giữa cái hai cái hoa văn xòe này thì mình sẽ móc một mũi đơn, à một bính, một đơn. Một bính, đơn mình sẽ móc vào cái vị trí mũi bính vừa tạo. Các bạn đã bắt đầu bằng một mũi trượt để sang cái ô trống nhé. Sau đó thì móc 2 mũi bính này. Một kép, 2 bính, 2 kép. Cái phần này không có gì thay đổi. Sau đó các bạn móc một bính. Xuống dưới này các bạn móc một mũi đơn. Rồi các bạn móc một bính. Tiếp tục 2 kép. 2 bính, 2 kép. Sau đó thì mình lại móc một bính, một đơn ở dưới này, một đơn, một bính. Cái phần này như cũ. Các bạn cứ lặp lại như vậy đến hết cái hàng này nhé. Thì các bạn lại đến cuối thì các bạn sẽ móc là 2 mũi kép này, 2 bính, 2 kép vào đây. Sau đó thì mình sẽ móc một bính, xong rồi các bạn móc một đơn xuống dưới này, rồi các bạn lại móc một bính đi lên, rồi các bạn nối vào vị trí này. Xong cái hàng hoa văn thứ 4. Bây giờ đến hàng hoa văn thứ 5 ấy.
thì mình sẽ móc gần giống như là cái hàng thứ ba này, chỉ có điều là cái hoa văn ở cái ở giữa này mình sẽ không phải là hai mũi bính nữa mà nó sẽ là ba mũi bính. Đây là cách nối của hàng cuối của hàng trước nhé. Để sang cái hàng này thì các bạn cũng móc một mũi trượt sang bên này, móc tiếp hai mũi bính, coi như một mũi kép đấy. Các bạn móc một mũi kép nữa, hai bính, à, ba bính, mình nhầm một chút, chỗ này là ba bính nhá, như mình vừa bảo các bạn đấy. Sau đó thì hai kép, một bính sang bên này, hai kép, ba bính, hai kép, một bính, hai kép, ba bính, hai kép. Các bạn cứ lặp lại như vậy hết hàng và mình sẽ chốt bằng một mũi bính rồi nối vào, một mũi bính rồi nối vào vị trí bây giờ mình cái mũi kép đầu tiên rồi nhé. Cuối cùng hàng hoa văn cuối cùng này ấy, thì mình sẽ chị sẽ móc 7 mũi kép, 7 mũi kép vào cái khoảng trống ở giữa này và một mũi đơn ở vị trí này. Các bạn cứ nối tiếp như vậy thôi, 7 mũi kép sau đó đến một mũi đơn, 7 mũi kép sau đó đến một mũi đơn. Để bắt đầu các bạn sẽ dùng một mũi trượt để vào khoảng trống giữa hai mũi, khoảng trống giữa này nhá. Giờ các bạn móc hai mũi bính, hai mũi bính này được coi như là một mũi kép, do vậy các bạn sẽ móc tiếp là 6 mũi kép nữa. Sau đó mình sẽ móc một mũi đơn xuống bên dưới này. Tiếp tục như vậy, các bạn móc 7 mũi kép tiếp vào cái khoảng trống ở giữa này tiếp, khoảng trống 3 mũi bính nhé. 2 3 4 5 6 6 7 kết thúc bằng một mũi đơn. Và các bạn cứ tiếp tục như vậy nhá, đến cái phía cuối nối hàng và kéo cái này xuống thì mình sẽ chỉ sau. Này mình vẫn là 7 mũi kép. 7 mũi kép vào cái khoảng trống giữa này. 7 mũi kép vào khoảng trống giữa này đúng không? Và mình vẫn theo nhá, đến đây mình sẽ đến một mũi đơn đúng không ạ? Mũi đơn. Sau khi kết thúc một mũi đơn này, các bạn sẽ nối vào đây bằng một mũi trượt và kéo hẳn nó xuống. Kéo nó xuống sát như thế này. Mình sẽ dấu chị. Các bạn để chỉ dài ra nhá. Các bạn sẽ không chốt lên một hàng, không chốt thêm một mũi đằng sau là như này nhá. Các bạn cứ như này thôi, các bạn kéo lên nhá. Như vậy sẽ không bị lộ cái chỗ điểm kết thúc hơn. Sau đó thì đến đây mình bắt đầu mình mới luồn dây đằng sau. Mình mới luồn. Đây mũi của mình như này, mình sẽ luồn dây đằng sau. Đấy, sau này mình bắt đầu mình luồn với các mũi này để dấu chị thôi. Sau khi luồn được khoảng vài ba hai ba lần gì đấy thì các bạn lại vòng ngược ra đằng sau, vòng ngược ra ra cái dây đằng sau ấy, cái dây mình vừa đi qua ấy, để cái đường dấu của mình nó chắc hơn nhá. Bạn tránh đâm vào giữa sợi, nó bị bung ra, dẫn đến cái sợi mình nó dễ bị tước hơn. Xong mình lại quay lại một cái để thắt nút. Như vậy thì cái mối nối và cái chỗ dấu chỉ của mình nó sẽ rất là chắc. Nên mình sẽ cắt. Như vậy các bạn cái nối cái phần dây sau này thôi. Các bạn lấy luồn luồn qua các vòng tròn này thôi.
Như vậy là mình đã hoàn thành, cơ bản mình đã hoàn thành xong cái lót ly rồi nhá. Các bạn vuốt vuốt, các bạn vuốt cho nó vặt đều ra. Đây. Đây là mình đã có 2 chiếc. Một chiếc này là 9 hàng, 22 phân. Chiếc bên này 7 hàng. À, 19 phân. Các bạn có thể điều chỉnh tùy theo ý thích của mình nhé. Và chúc các bạn thành công.